là Nguyên ở công ty Phúc Tân Điện. Chúng tôi là chuyên về các cái sản phẩm, về cung cấp về các sản phẩm thiết bị cho về cái ngành mỏ. Thì chúng tôi thấy là cái sản phẩm của chúng tôi rất là phù hợp với cái sản phẩm của các bạn, tương phù những cái ngành nghề để cung cấp cho các ngành thiết bị mỏ. Chính vì thế chúng tôi cũng rất mong muốn là được hợp tác với các bạn ở trong tương lai, rất mong cái sự phát triển của các bạn tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi hôm nay được làm việc với hai bạn, bạn Rita và bạn Alien, thì các bạn rất là nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi về cái sản phẩm của hiểu biết rõ về các bạn và sản phẩm của các bạn. Rất cảm ơn và rất mong muốn sửa tác. Xin cảm ơn.